Xã hội động loạn Trái đất gặp nhiều nạn tai như thế Có liên quan mật thiết Với khởi tâm động niệm của ta Trong Kinh điển Đại Thừa Đã nói rất nhiều Thật khi hữu Là các nhà khoa học hiện nay Cũng chứng minh được Nếu ta không nương khoa học hiện đại thì ta sẽ hoài nghi với rất nhiều điểm trong kinh phật phật giảng ta không dám phản đối lời phật và bồ tát sao còn có thể sai được nhưng ta không sao nghĩ cho thông được thật ra phật định nói gì không biết 30 năm gần đây Nhà vật lý lần danh của thế giới Báo cáo những điều y như trong Kinh Phật Về chân tướng của nhân sinh vũ trụ Ta không thể không nể phục nhưng những điều phật giảng còn cao và sâu hơn còn tỉ mỉ và rõ ràng hơn vì sao vậy vì phật đã chứng đắc còn khoa học ta chưa chứng họ chỉ dùng số học để suy luận và biết một phần dùng những thiết bị tinh tế quan sát và thấy được một phần thế nên khoa học vẫn còn nhiều vấn đề không thể giải quyết thế nhưng trong kinh điển đại thừa thì chẳng có vấn đề nào không giải quyết được thật là kỳ diệu nhất là việc phật a di đà xây dựng thế giới cực lạc quả là không thể tưởng tượng nổi có thể nói cực lạc là do trí huệ Thần thông đạo lực của chư Phật Như Lai Hiện hiện ra cảnh giới thù thắng viên mãn như thế Lý rất sâu sắc Nhưng giờ chúng ta có thể hiểu được một phần rồi Ta khẳng định, ta tin và ta chẳng còn nghi ngờ nữa. Nhưng sau khi rõ được chân tướng thì ta mới chịu buông bỏ. Ta mới biết cả vũ trụ là như thế nào. Nói thật, đây là tiểu Phật nói thuyết thành thực ngôn, biến pháp giới hư không giới. Môn sự môn vật trong vũ trụ Có liên quan gì với ta Là một thể Quá mật thiết rồi Không thể nói là một nhà Một nhà thì còn xa cách Chính là một thể Chúng ta đọc được trong Kinh Hoa nghiêm Đọc được trong bài luận Vọng Tận Hoàng Nguyên Quán Của Hiền Thủ Quốc Sư Cả vũ trụ là một hiện tượng dao động Đây là điều các nhà khoa học đều nói Họ nói về hiện tượng dao động Chắc đã hơn 50 năm Có nghĩa là Cả hiện tượng vũ trụ là động Nếu bất động thì hiện tượng không còn Bao gồm cả hiện tượng vật chất cũng thế Thế nhưng chân tâm Cái ta thật sự thì bất động Cho nên Đức Phật dạy rằng Tổng thể của hiện tượng là hư vọng Chính là phàm sở hữu tướng giai thị hư vọng Vì sao vậy? Vì toàn sinh ra từ hiện tượng dao động Các nhà khoa học đã quy nạp nó vào ba loại Hiện tượng vật chất hiện tượng tinh thần và hiện tượng tự nhiên tất cả đều là dao động khu vực quảng đông nơi chúng ta đang cư ngụ này là quê nhà của huệ năng đại sư thời đường chúng ta có duyên sâu đậm với huệ năng đại sư đại sư đã khai ngộ đã chứng đắc Ngài chứng được gì? Ngài đã thành Phật rồi Phật thật chứ không phải Phật giả Cảnh giới chứng đắc của Ngài Hoàn toàn tương đồng với Phật Thích Ca Mâu Ni Phật Thích Ca Mâu Ni cũng 32 ứng thân như quán âm Bồ Tát Nếu có kẻ phải ứng thân Phật mới được độ Thì Ngài liền hiện thân Phật Quệ năng đại sư ở Trung Quốc Người Trung Quốc chẳng biết Phật là gì Ấn tượng rất xa lạ Cho nên Ngài vì có kẻ phải ứng thân tỳ kheo Mới được độ Mà hiện ngay thân tỳ kheo để thuyết pháp cho nghe Người Trung Quốc kính trọng tổ sư Ngài liền hiện ra thân tổ sư Ngài bảo tự tánh bất động Mình tâm kiến tánh Tánh là gì? Tánh như thế nào? Ngài bảo thứ nhất là thanh tịnh Tánh thanh tịnh Xưa nay chưa từng bị ô nhiễm Bây giờ có ô nhiễm không? Bây giờ vẫn chưa ô nhiễm Ô nhiễm là ý Ý thức có ô nhiễm Chứ tự tánh thì không ô nhiễm Tự tánh là thật Ý thức không phải thật Tự tánh không sanh chẳng diệt Vốn tự đầy đủ Chẳng thiếu thứ nào Vốn không động giao Đấy chính là tự tánh bổn định Chứ không phải hiện tượng dao động Cho nên tự tánh chẳng phải là hiện tượng tự nhiên Không phải là hiện tượng tinh thần Cũng chẳng phải là hiện tượng vật chất nói cách khác giới khoa học giới triết học chẳng làm gì được tự tánh chắc chắn là không thấy được nó vậy nó ở đâu ở đâu cũng có tự tánh lúc nào cũng có tự tánh nơi nào cũng có chỉ là quý vị không duyên được với nó nó chẳng phải vật chất năm căn đầu của chúng ta không duyên tới được nó không phải vật chất nên mắt ta không nhìn thấy nó, tai chẳng nghe được nó. Tay cũng chẳng sờ chạm được. Nó không phải vật chất, nó không là hiện tượng tinh thần, quý vị con nghĩ cũng không nghĩ ra nó, quý vị dùng thức thứ sáu tức tư tưởng, tư tưởng không duyên được tới nó. Nó chẳng phải là hiện tượng tinh thần, cũng không phải là hiện tượng tự nhiên, nhưng nó là thật, nó có thể biến hiện ra hiện tượng tự nhiên, hiện tượng tinh thần hiện tượng vật chất nó có thể biến hiện được như thế nhưng những gì nó biến hiện ra đều là quyển tướng trong kinh kim cang biến nó là mộng huyễn bào ảnh nó đâu là thật làm thế nào mới thấy được tánh buồn bỏ hết tất cả vọng tưởng phân biệt chấp trước thì sẽ thấy được tự tánh bản lĩnh của huệ năng đại sư là ở điểm này ngài nghe ngũ tổ hoàng nhẫn giảng kinh hiểu được rồi ngài buông xả liền y bá của ngũ tổ được truyền ngay cho ngài